Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Kim Thảo Today của mình ha. Mình sẽ tiếp tục cái phần nón này nha, phần thứ hai, part 2. Đây, hôm qua là mình đang nói tới cái hàng thứ 39 ha, mình đã xong cái hàng thứ 38 rồi nè nha. Như phần trước mình kết thúc á, thì mình kéo cái sợi thứ hai màu khác lên đây luôn, nhưng mà phần này á, thì mình sẽ làm để cho nó không có bị lượng như vậy nữa ha. Thì mình sẽ cắt luôn sợi nha, mình bỏ qua một cái chân này, kết thúc ở đây rồi. Bây giờ mình bỏ qua một cái chân này, mình sẽ móc mũi dời ở chân kế tiếp này các bạn ha, móc mũi dời và cắt sợi luôn nha. Nha. Móc mũi dời cắt sợi, nhưng mà nó cũng bị hơi gồ một xíu ha, nên bây giờ mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật này cắt sợi. Kết thúc phần hoa văn ở đây ha. Này, cái nón trước thì mình sẽ vừa làm hai cái như vậy luôn, còn cái này thì mình làm để hướng dẫn kỹ cái chi tiết chỗ này ha. Đây, mình sẽ kéo sợi qua luôn nha các bạn. Đó, đây, kéo qua luôn nha. Sau đó đây, mình đâm kim vào cái chân, cách đó một chân nha, kéo qua rồi. Mình kéo mạnh một xíu nha, siết siết lại. Rồi, ở đây cái chân phía trong có hai cạnh đúng không, thì mình lấy cái cạnh này nha các bạn. Kéo qua, siết siết lại ha. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo cái cọng sợi này đi nha. Cái sợi đi như cái phần trước mình có hướng dẫn qua rồi đó ha. Kéo đi, giấu một đoạn sợi để cho nó chắc nha. Đây, mình tính cho qua cái đoạn này luôn, nhưng mà thôi nói kỹ lại ha. Đây, cái phần tăng size thì mình có nói rồi đó. Cái này mình làm cho vòng đầu 56 ha, cho nên nếu mà bạn vòng lớn hơn hoặc nhỏ hơn á, thì mình tăng hoặc bớt nha. Nào, đó, mình tăng theo thứ tự này, 10, 11, 12, lớn hơn nữa thì mình có thể tăng lên 13 ha. Chỗ này nè, 12 nè, 11 nè, 10 nè, rồi mình có thể tăng lên là 13 ha, đối với vòng đầu mà lớn hơn. Hoặc là nếu mà vòng đầu nhỏ hơn á, thì mình dừng từ phía trên đi ha, mình không tăng tới đó, như làm cho em bé đó, baby, em bé thì mình làm nhỏ hơn 9, 10, tăng đến nhiêu đây thôi thì mình dừng ha. Rồi, phần thân nón thì mình sẽ đo từ trên đây xuống nha. Đây, từ đây xuống đây cho nó vừa ha. Đó, rồi nó bằng với cái đây nha các bạn, 17,8 ha. Giờ thì sẽ là cái hàng cuối cùng ở đây. Mình không có lấy lại cái chỗ cũ nha. Đây, mình không có cho vào đây mà mình xích qua, xích qua một đoạn nha. Mình bắt đầu xích sang một đoạn, lấy sợi lên và làm bình thường ha. Rồi, mình cũng giấu sợi đi nha các bạn. Đó, cũng giấu sợi đi như vậy nha.
Giờ mình sẽ tiếp tục hàng thứ 39 này nha, hàng cuối của cái nón này. Đó. Móc đủ một vòng ha. Cứ như vậy móc thôi. Và chuẩn bị xuống vành ha. Hàng này để chuẩn bị móc xuống vành nè. Cứ như vậy các bạn ha, hết vòng nha. Một vòng quanh đây nha, mình tiếp tục thế nào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xuống vành nha, vành nón này, cái vành nón đây nha này ha. Ở đây là mình sẽ móc tăng 3 mũi đơn, xong rồi 1 mũi tăng nha. 3 mũi đơn, 1 mũi tăng. Đó. Cái này của cái vành của mình sẽ hơi ngang một xíu nha. Còn trường hợp mà các bạn muốn nó cụp hơn thì mình có thể là 4 5 ha. À, 4 mũi hoặc là 5 mũi nha, để cho cái vành của nó cập hơn ha. Bắt đầu các bạn ha, mình sẽ móc vào cái chân, cái chân có hai cạnh nha, hai cạnh. Thì các bạn có bạn thì thích móc luôn hai cái cạnh này như vậy. Còn mình thì mình sẽ móc cái chân này thôi, cái cạnh này thôi ha, cạnh bên phía ngoài này thôi nha. Ha. Đây nha các bạn. Đây. Mình sẽ bắt đầu action. Móc luôn nha. 1 2 3 Đó. Đánh dấu lại nha các bạn. Bây giờ mình đang suy nghĩ coi nên 3 hay nên 4 ha. Thôi, mình thích nó ngang ngang sẹt sẹt xíu. Rồi, cái này sẽ là mũi tăng nha. Đây. Đó. Tiếp tục nha các bạn. 1 2 3 Rồi, tới tăng nha. Tăng. One, two, three. Rồi, tăng. Đây ha. Hai mũi chung chân. Rồi. Và mình cứ vậy tiếp tục thôi. 1 2 3 Rồi. Này, cuối hàng rồi các bạn ha.
Nếu mà dư một tí thì không sao đâu nha. Dư chân không không sao đâu nha. 1 2 mũi tăng nè ha. Đây. 1 2 3. Cái đó tùy theo các bạn tăng bao nhiêu ha, còn ở đây vừa vừa đủ tăng. Rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm nha. 2 3 4 5. 2 3 4 5 là mình sẽ móc mỗi mỗi chân một mũi nha. Mỗi chân một mũi nha các bạn. Cái này mình móc nguyên luôn ha. Chứ không có. Không có móc cạnh trước hay cạnh sau gì nữa hết ha. Mỗi chân một mũi cứ thế móc thôi. Tùy theo mình chặt tay hay lỏng tay nữa nha. Đó. Các bạn xem là cứ nếu nếu mà muốn cụp nhiều hay cụp ít á, thì mình canh để mình tăng nha. Cái này vành của mình sẽ ngang 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 cho nên là mình tăng là 3 mũi đơn thì mình tăng một mũi, các bạn có thể tăng thêm 4 mũi đơn, 5 mũi đơn, 6 mũi đơn tùy theo ha. Rồi cứ thế mình sẽ móc cho tới hàng số 6 nha. Hàng số 6 nha các bạn. Hàng số 6. Đây là số 6 nha. Mới hàng một chân. Mới chân một mũi nha. Lỗi nha. Đây, mình đã xong hàng thứ 6 đây các bạn ha. Hàng thứ 6 đây nha. Bây giờ hàng thứ 7 và thứ 10. Đến thứ 10 ha. Đến thứ 7, hàng thứ 7 đến hàng thứ 10 là mình sẽ móc chân thấp chân cao ha, giống như phần hoa văn này nha các bạn. Đó. Cái hàng thứ 7 đến thứ 10 này nè. Mình sẽ móc chân thấp chân cao giống y chang cái này nha. Đó. Rồi, mũi cuối đây. Rồi, mình sẽ móc chân thấp chân cao 4 hàng nha. Đây, mũi đầu tiên. Chân thấp bình thường. Mũi đầu tiên chân bình thường ha, mũi thứ hai thấp xuống nha. Thay vì móc ở đây, đúng không? Thì mình sẽ móc xuống đây nha. Đó. Đó. Mình sẽ móc thấp nha. Đây. Đó. Bây giờ sẽ chân bình thường. Chân bình thường, còn đến đây sẽ là chân thấp nha. Cứ như vậy lặp lại 4 hàng các bạn ha. Đó. Đây. Thấp. Thấp, thấp. Rồi, đây cao. Cao thấp xen kẽ nhau các bạn ha. Đó, ha. Làm tương tự như này, 4 hàng ha. Mình lặp lại nha các bạn. Nhớ nha, hàng thứ hai thì mình sẽ làm ngược lại ha. Làm hàng thứ hai này nè, mình sẽ làm ngược lại nè. Đó, là R8 R10 thì mình sẽ làm ngược lại, đây là tới SC ha. Còn hàng thứ 7 nó giống như lại hàng thứ 10 thứ 9 ha. Là SC xong rồi SC. Đó, mình cứ lặp lại như vậy nha. Mình để như vậy chung ha, còn này là mình làm so le nhau như vậy nha. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục.
nè, chân tháp nè, chân bình thường nè, chân tháp nè, chân bình thường nè, chân tháp đây, và cứ như vậy nha, mình làm cho đến hết vòng các bạn ha, hết vòng này nha. Đây mình xong hàng thứ bảy nè các bạn ha. Hàng thứ bảy xong rồi, bắt đầu hàng thứ tám thì như vậy ha. Một chân thấp, một chân cao, mình xen kẽ nhau nha. Đây, ở đây nó thấp rồi, ở đây nó bình thường thì bây giờ mình cho nó thấp nha. Ở đây nó thấp thì giờ là một mũi bình thường nha. Rồi đây mũi thấp, đây mũi bình thường đó, xen kẽ mình ngược lại với cái kia ha, ngược lại với cái hàng trước đó nha. Đó mình tiếp tục như vậy nha các bạn. 1 2 3 4, mình sẽ làm 4 hàng ha. Tháp nha. Bây giờ chỗ này cứng cứng rồi. Như mình móc lộn cái chân này đây. Rồi, chỗ này bình thường. Chỗ này thấp. Bình thường. Rồi. Hết hai vòng ha. Tiếp tục thôi các bạn ha. Mình đã xong hàng thứ 10 đây nha. 1 2 3 4. Đây 4 hàng chân thấp chân cao rồi nè ha. Bây giờ mình sẽ tăng. Hồi nãy là mình tăng 3 rồi nè nha, 3x 1V. Bây giờ mình sẽ tăng 4x nha, 4 mũi đơn, 1 mũi tăng. Nha, 4 mũi đơn và 1 mũi tăng. 4 mũi đơn và 1 mũi tăng nào. Bốn mũi đơn nha các bạn, một hai, nhớ đánh dấu lại nha để quên ha. Ba bốn, rồi bây giờ mình sẽ tới mũi này là mũi tăng nha các bạn. Đây đây tăng, xích qua một xíu. Này cùng chân nha. Rồi mình lại tiếp tục ha. Một hai ba bốn. Các bạn lưu ý nhớ trong quá trình làm hết vòng nào mình vuốt vòng nấy nha. Rồi mỗi này tăng nha, tăng nè, tăng ha. Một hai và mình cứ tiếp tục nha, tục như vậy nha các bạn. Đây đây cho dễ thấy đó, mình đang móc vòng hàng thứ 11 này nha. Tiếp tục cho đến hết nha các bạn, hết cái vòng này ha. Đây bây giờ mình đã xong hàng thứ 11 này rồi ha, thứ 11 này. Hàng 12.
là mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn nha các bạn. Các bạn thấy rõ không? Mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn ha. Rồi, đến hàng 13, 13 đến 16 mình sẽ lặp lại tương tự như hàng 7 đến hàng 10 hồi nãy nha. Đây nè, hàng 7 đến hàng 10 đây nè. Tương tự đây nè ha. Các bạn nha. Mình sẽ lặp lại mỗi chân một mũi đơn ha. Mẹ đang móc len. Con có móc len với mẹ không? Hai. Mũi đơn nào. Đây, tiếp tục ha. Cứ như vậy nha. Vậy cho đến hết hàng 12 này nha các bạn. Đây hàng 12 của mình xong rồi các bạn ha. Bây giờ sẽ là hàng 13 đến hàng 16. Hàng 13 đến hàng 16 sẽ tương tự như hàng 7 đến hàng 10 nha. Đây, tương tự luôn ha. Đó, mình sẽ móc một chân bình thường và một chân thấp ha. Đây, chân này bình thường. Chân này thay vì móc ở đây thì mình móc như thế này nha. Còn hết hồn luôn ha. Đây, mình đánh dấu lại ha. Và mình tiếp tục tương tự như cái phần hàng 7 đến hàng 10 nha các bạn. Đó. Mình một chân bình thường. Một chân thấp. Một chân bình thường, một chân thấp. Và hàng tiếp theo sẽ so le nha các bạn. Đó. Rồi mình thực hiện tiếp tục nha. Bốn hàng ha. Mình thực hiện bốn hàng tiếp theo nha. Đây các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở cuối hàng 16 ha. Đây, cái hàng 13 mình đã xong, hàng 14 nha. Mình cũng làm sao le như kiểu hồi nãy ha. Đúng rồi, mẹ móc len ha. Hàng 7, hàng 8 thì bây giờ nó sẽ tương tự như vậy ha. Cái này chân chân bình thường thì bây giờ mình sẽ móc chân thấp nha. Đó, còn cái này chân thấp thì bây giờ mình sẽ móc chân bình thường. Rồi, đánh dấu lại ha. Đó, giờ cái này chân bình thường thì giờ mình sẽ làm chân thấp ha. Chân thấp nha, cái này chân bình thường ha. Rồi các bạn tiếp tục nha. Tiếp tục cho đến hết dòng này ha. Và mình sẽ thêm hai dòng nữa tương tự nha. Đây mình đã xong hàng thứ tư của cái hoa văn này ha. Như vậy là mình làm một hàng hoa văn. Đây, một dãy hoa văn, hai dãy ha. Đây, tiếp tục nha các bạn. Mũi thấp nè. Mũi thường nè ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hàng thứ 17, 18 ha. Đây. Hàng thứ 17, 18 đây ha. Hàng 17 ở đây mình sẽ có 5 mũi đơn và một mũi tăng ha. Một mũi tăng ở đây nha. Sau khi hàng này, nếu mà các bạn nào muốn thêm một cái dãy hoa văn chân thấp chân cao như vậy nữa thì mình có thể lặp lại. Mình có thể lặp lại như cái hàng trên này ha. Mình có thể lặp lại ở trên này nha. Là mình chỉ sử dụng từ đây xuống đây nha. Là mình đưa xuống đây, mình có để thêm một cái hàng hoa văn nữa nha, thêm một dãy hoa văn nữa. Nhưng
Nhưng mà ở đây mình làm ngắn thôi, 90 cm thôi, cái vành 90 cm thôi, cho nên nó là mình ở đây nha. Mình tới đây các bạn ha. Xong rồi mình có thể tăng tiếp 6 mũi đơn, 1 mũi tăng. Rồi, nếu mà các bạn muốn cái vành cụp hơn một xíu nữa thì mình có thể tăng lên 19 20 7 mũi đơn, 1 tăng. Đó. Và tiếp tục như vậy ha. Nhưng mà mình thì mình làm dừng ở đây. Mình làm tới hàng 18 này. Xong rồi mình sẽ làm một hàng đơn không nha. Rồi, một hàng viền cuối cùng các bạn nha. Giờ mình sẽ tiếp tục thôi. Rồi, bây giờ sẽ là 5 mũi đơn, 1 mũi tăng nha. 1 2 3 4 5 mũi đơn, bây giờ tới mũi tăng nha các bạn. Đây. Thấy nha. Tăng. Đó. Kéo qua một xí rồi. Chung chân nha. Rồi, tăng. Tiếp tục 1 2 3 4 5 Rồi, tăng. A B 1 2 3 4 5 A B 1 2 3 4 5 tăng bạn ha. Đó. Tiếp tục như vậy cho đến hết vòng nha. Vòng cho đến hết vòng. Mình đã hoàn thành xong hàng thứ 17 các bạn ha, của vành á. Bây giờ mình sẽ sang hàng thứ 18 nha. Hàng thứ 18 thì mình sẽ 6 mũi đơn, 1 mũi tăng. 6 mũi đơn, 1 mũi tăng ha. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Tương tự như vậy thôi ha. 6 mũi đơn, 1 mũi tăng. 1 2 3 đánh dấu lại 4 5 6 Rồi, bây giờ mũi này là mũi tăng ha. A Rồi, kéo qua một bên xíu, chung chân. B Rồi, tăng rồi. Bây giờ 6 mũi đơn, 1 mũi tăng tiếp ha. 1 2 3 4 5 6 Rồi. Tăng ha. Giờ các bạn cứ tiếp tục như vậy nha. Cho đến hết hàng ha. Tiếp tục cho đến hết hàng. Mọi người đến đâu rồi? Mình đã xong hàng thứ 18 ha. Bây giờ mình sẽ sang hàng thứ 20 nha. Đây. Các bạn nào mà muốn tăng hơn nữa thì thêm ha. Thêm hàng như là 7 đơn 1 tăng, 8 đơn 1 tăng ha. Bây giờ là mình đến hàng này là hàng 19 nè. Mình không có làm hàng này nha. Mỗi hàng mình sẽ làm một mũi đơn nha.
Mỗi chân mình sẽ làm một mũi đơn nha. Rồi xong mình sẽ đến hàng cuối cùng là hàng thứ 20 nha. Nào, vào thôi. Mỗi hàng một mũi, mỗi hàng một mũi. Bạn ha. Và chúng ta đã sắp đi đến đoạn cuối cùng. 2 1 2 3 đánh dấu lại. Tiếp tục cho đến hết vòng nha các bạn. Và mình cần hàng cuối cùng nha. Tiếp tục nào. Mình đang tính là quay cái mũ rộng vành đi biển nữa, lượn sóng nữa. Mà tình hình dịch Covid thế này thì đi đâu được. Làm cái mũ lượn sóng này lại đem đi cất thôi. Đợi tới hết dịch mới được đi biển. Mọi người có thích một cái mũ rộng vành đi biển không nè? Mình sẽ xem để quay một cái clip. Nhiều dự định quá, không biết làm nào trước luôn á. Trước tiên là hoàn thành này xong cái đã ha. Mình còn hàng cuối cùng và bông hoa nữa nha. Rồi gặp lại vào hàng cuối cùng. Chúng ta đến với hàng cuối cùng thôi nào cả nhà ơi. Đây hàng cuối cùng đây nha. Hàng cuối. Chúng ta đến với hàng cuối cùng thế nào cả nhà ơi. Đây nha. Ai mình phóng to lên xí ha. Đây. Mình sẽ bỏ qua hai chân nha. Trước tiên đây mình sẽ bỏ hai chân xong mình sẽ móc vào chân thứ ba là 5 mũi kép nha các bạn. Cứ như vậy nha, 5 mũi kép nha. Đây 1 2 móc vào chân thứ ba 5 mũi kép. Mũi kép đây các bạn ha. Quấn một vòng lên kim. Xả xuống. Lấy kim lên. Kéo qua hai sợi. Kéo lên. Rồi tiếp tục chung chân luôn nha. Bạn ha. Tiếp tục thứ ba. Rồi thứ tư. Thứ năm. Bạn nha. Rồi 1 2 3 mình sẽ bỏ qua hai chân. Bỏ qua hai chân đây, móc vào chân thứ ba một mũi đơn.
nha. Đây mình ghi thiếu. Trước khi mà bắt đầu vào hai cái chân này, mình sẽ bỏ qua hai chân. Xong rồi mới tới mũi đơn nha. Rồi lặp lại bạn ha. Đó. Lặp lại cái đoạn này nha. Giờ là mình đang ở cái hàng này. Mình làm lại ha. 1 2 bỏ qua hai chân, mũi kép quấn một vòng lên kim, chân thứ ba lên, tiếp tục quấn một vòng lên kim, cũng là cái đó đó luôn nha. 2 tiếp, 3 và tiếp tục, 4 5. Rồi một chân hai chân, chân thứ ba móc vào đầy một mũi đơn và tiếp tục một chân hai chân bỏ qua, móc vào chân thứ ba một mũi kép, tiếp tục một mũi kép, 2 3 4. Rồi bỏ hai chân, bỏ qua hai chân các bạn, một chân hai chân, chân thứ ba một mũi đơn. Đó. Tiếp tục 1 2 chân thứ ba một mũi kép, tiếp tục 2, mình làm lại lần nữa. 3 4 5 Rồi 1 2 bỏ hai chân, chân thứ ba móc vào đây một mũi đơn. Lần nữa nha. Đây, móc vào đây, bỏ qua hai chân, 1 2 chân thứ ba. Một mũi kép. Tiếp tục một mũi kép nữa, 2 3 4 5 Rồi. 1 2 chân thứ ba một mũi đơn. Mình sẽ lặp lại cho đến hết nha. Lặp lại cho đến hết vòng các bạn ha. Bạn nào mà muốn nẹp kẽm thì mình nẹp kẽm ha. Còn mình làm không có nẹp kẽm nha. Ô, biến đây rồi ha. Sau khi mà mình hoàn thành thì mình vuốt phẳng ra ha. Đây cái vành nó các bạn. Rồi mình sẽ chuẩn bị sang cái hoa trang trí nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Kim Thảo Today của mình ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái hoa để trang trí cái nón nha. Bây giờ làm hoa lớn hay hoa nhỏ là tùy theo mọi người với lại trang trí trên cái gì ha. Bây giờ thì mình sẽ móc để trang trí cho cái nón. Móc trang trí cho cái nón này ha. Là mình móc 100 bính. Bạn nha. Trăm bệnh.
coi nào. Mình đã xong dây bính này, 100 bính các chị ha. Bây giờ mình sẽ móc tiếp như sau. Bỏ 3 chân. Mình cộng thêm 5 bính trước khi móc tiếp nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mình sẽ bỏ 3 chân nha, kể từ kim 1, 2, 3, móc vào chân thứ tư kể từ kim này nha các mẹ ha. Móc vào đây một mũi kép. Mũi kép như thế này. Đây ha. Rồi, sau đó lên một bính. Bỏ một chân. Bỏ một chân dưới này nha. Móc vào chân tiếp theo mũi kép ha. Rồi tiếp theo lên một bính, mình cứ lặp lại nha, lặp lại cái này ha. Lặp lại bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đây, lên một bính ha. Rồi bỏ ở dưới này mình bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép nha, lên một bính, bỏ một chân, móc vào chân tiếp theo mũi kép này. Rồi mình cứ tiếp tục như vậy, làm đi làm lại như vậy cho đến hết nha, hết hàng nha. Đây mình đã móc xong sợi dây này rồi đây. Tiếp theo mình sẽ lên 3 bính nha các bạn. 1, 2, 3. 3 bính. Rồi mình sẽ tiếp tục móc một mũi kép nha. Một mũi kép vào đây ha. Chân này nha. Rồi mình sẽ lên một bính, bỏ cái chân ở dưới này, móc vào đầu này một mũi kép và một bính lên. Tiếp tục bỏ chân dưới này ha, móc vào đầu mũi kép nha. Rồi một bính, bỏ chân này nha, móc vào đầu mũi kép, cứ tiếp tục như vậy cho đến hết ha. Rồi mình tiếp tục cho đến hết các bạn ha. Đó rồi cái hàng này vào đây ha. Bây giờ mình sẽ tới cái cánh hoa đây nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ lên 4 bính ha. Sau đó mình móc vào cái khoảng trống này nè. Móc vào khoảng trống này các bạn ha. Nè cụm nè, hai mũi kép, kép đây quấn kìm, một kép nè, hai kép nè, nè tiếp theo là mũi nửa kép ha, nửa kép nè,
là mình kéo luôn qua ba sợi ha. Rồi tiếp theo sẽ là một mũi đơn các bạn nha. Đây, và sau cùng là ở ngay cái đầu kép này mình sẽ móc một mũi dời ha, một mũi dời vào đây nha các bạn. Đây, cái màu này hơi tối tối nên hơi khó nhìn ha. Rồi mình sẽ lặp lại nha, lặp lại 4 mũi nha, 1 2 3 4, 4 bính, 4 bính ha. Rồi mũi kép vào khoảng trống, 1 kép, 2 kép. Rồi sau đó là mũi nửa kép ha, nửa kép đây. Đây, kéo qua hết ha. Rồi một mũi đơn. Rồi đến đầu kép này thì mình sẽ móc vào nó một mũi dời nha các bạn. Đó như vậy nha, mình lặp lại cho đến hết ha. Làm lại 1 2 3 4. Rồi tiếp tục vào khoảng trống, 1 kép nè, 2 kép nè, 1 mũi nửa kép nè, 1 mũi đơn nè. Rồi tiếp theo sẽ làm mũi trượt nè. Rồi, mũi trượt vào đây ha. Các bạn có thể quan sát cái hình ha, hình hoặc là chữ đây. Ngày xưa mọi người nói mình tiềm năng làm họa sĩ mà sao thấy hoạch vài dòng mà sao như cua bò quá đi, không biết mọi người nhìn ra không nữa. Đó, mình tiếp tục làm như vậy cho đến hết ha. Lên là 1 2 3 4. Rồi mũi kép. Mũi kép vào đây. Rồi nửa kép. À, mình xin lỗi chỗ này phải kéo qua luôn. Kéo qua luôn. Rồi tới mũi đơn. Rồi mũi trượt. Rồi các bạn lặp lại cho đến hết nha. Rồi mình làm móc xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc ha. Ở đây mình đã làm một mũi trượt rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc nha. Kéo đây. Mình chừa một đoạn, mình chừa một đoạn dây để mình may nha. Đây mình sẽ cuốn ha, cuốn đầu bên này cuốn vô nha. Cuốn theo ý thích của mình nha các bạn. Thích cuốn chặt, cuốn lỏng, cuốn như thế nào đó thì tùy ha. Quấn cuốn nó lại xong rồi mình sẽ dùng đầu sợi kia kim. Dùng kim cố định lại ha các bạn. Đây. Màu hơi tối nhìn không rõ mọi người nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kim khâu lên, khâu lại ha, khâu lại
cho chắc chắn. Và quá trình dùng thì mình có thể là gắn keo nha, keo cho nó chắc hơn, yên tâm hơn, dùng súng bắn keo. Xuyên từ đầu này qua đầu kia. Các bạn cứ xuyên sao cho nó chắc chắn là được ha. Ok, xong cái bông hoa của mình, bạn có thể trang trí nó túi gì đều được ha, và kích thước thì tùy mình ha, mình tăng thêm hay là bớt gì đó được ha, và mình gắn lên nón thôi. Biến này cái mình nói thay các bạn ha. Rồi, chúc các bạn có những sản phẩm đẹp nha, đẹp như ý ha. Nếu mà có thắc mắc gì á thì mình cứ comment ha, mình sẽ sớm trả lời. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn ha. Like and subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.